hello xin chào mọi người không có cách lấy hơi nào đúng chỉ là có khi lấy đúng nhưng mà vẫn không giữ hơi thì cũng là sai <laughs> cái kiểu như là gồng sức để cố gắng lấy một cái luồng hơi rất lớn ở cơ thể mùa đông chưa bao giờ tới đang làm cái gì mình có hiểu nó hay không hầu như ở trong cơ thể mình ấy, các bạn sẽ không có biết rằng là mình đang là có hơi hay là rất nhiều hơi và mình phải giữ ở trong người mình cái hơi để hát như thế nào và mình phải né như thế nào là một cái chuyện nó rất là khó cho những người đầu tiên à, mới bị nhầm cái là cái hơi thở của mình là luôn nó hướng đến cái sự nguyên tắc nghĩa là luôn muốn người ta phải làm từ a đến B đến C đến D và mình ép người ta mình muốn người ta phải vô cái khuôn khổ đó cho à, các bạn phát hiện ra là mình đang ở trong tình trạng nào rồi tiếp đến các bạn mới sửa được bởi vì nếu như mình không biết là mình bị sai ở đoạn nào mình sẽ không biết mình sửa. Ví dụ như một cái người mà họ chưa cần hát, cái người họ đã đầy hơi rồi, khi họ nói chuyện cái câu chữ của họ nó đã kiểu dạng như là nó nó mờ chữ, họ lấy một cái lượng hơi rất là nhiều lúc đầu tiên để hát, chúng ta biết rằng đó là một cái lỗi là chúng ta đang phải tiết chế hơi đi, sử dụng cho nó vừa phải. Cái người lại không có một tí hơi nào khi hát, có nghĩa là nó sáng trưng nó sáng quắc luôn là cái các bạn uh, hát cái âm thanh mà nó kiểu như là nó nó nghe nó bị oi tai hay gì đó thì là cái âm thanh giống như là người ta bị thiếu hơi nhiều người nhiều hơi thì lại hát cho lấy hơi làm sao để cho nó uh, bớt hơi đi còn cái người mà đã ít hơi thì phải học làm sao cho mình điều tiết một tí hơi để cho nó bảo vệ cái 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 cái, cái cơ thể cái thân đới của mình và nghe nó dễ chịu và nghe nó tình cảm còn có người thì có hơi đầy đủ nhưng mà lại không biết nén đâm ra là nó cứ trào ra hoặc là không có uh, biết như thế nào để điều tiết hơi trong cơ thể mình cho nó cân bằng lúc thì có hơi lúc thì không có lúc thì tự nhiên nó bị nghẹn ở đây này các bạn đấy lý do vì sao để chúng ta phát hiện ra chúng ta xài ở chỗ nào nhé mình ví dụ một người trước là một người một cái người nhiều hơi là các bạn sẽ nghe cái âm vực của họ nó có độ trầm nhiều và nó tối chữ một cái người nhiều hơi ví dụ như là một giọng thanh nghe à alo thanh nghe quý vị quý vị quý vị thì cái âm âm vực của họ nó cứ nó cứ nằm ở cái phần này vòng 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 và nó ở cái phần cổ của mình rất nhiều b b b hello hello các bạn nghe nó có cái độ mờ và nó cái độ khàn. nghe nó đục đục vậy người mà bị ra hơi nhiều là vị trí của họ nó lung tung các bạn nó nằm ở, ở rất là nhiều nơi phần mũi mặt nạ rồi nguyên cái ở phần cổ rồi phần lồng ngực của mình rồi nguyên cái phần cơ thể của của mình là nó nó cứ ôm tùm cái cái màu sắc cái, <laughs> cái, cái kiểu thế đấy, các bạn định hình được không ạ đi làm lại nhá ví dụ như thế vì mình nói là để mi làm lại thì người để để mi làm lại lại lại. Dù, ví dụ như giọng của của chị chị hộp Hà. Đấy, vừa khàn và vừa phà rất là nhiều hơi. Phà hơi nhiều thì họ lại hát những cái bài hát trầm nhiều chứ họ không thể hát cao mà vút vút mà nhọn lên trên như, như kiểu là không thể nào trong veo như là Chibu hay là các bạn thủy chi nó có những cái đặc điểm để chúng ta nhận dạng nhưng mà cái giọng phà hơi đó nó là một cái mi không nói là nó nó, nó bị sai nha nó là một cái định dạng rất là uh, một cái cá nhân nào đấy của một ca sĩ hay của một tất cả các bạn nào có cái giọng cái giọng đó thì các bạn cũng nên trân trọng và quý nó các bạn chỉ là uh, phát huy cái tài năng mình trong những cái âm nhạc các bạn chọn thôi chứ các bạn không cần phải uh, phải cố gắng biến cho cái giọng mình nó nhỏ nó thanh lên và cái chuyện phà hơi là cái chuyện mà chúng ta đang biết phát hiện rằng à mình ở trong cái trạng thái rằng giọng của mình nó trầm nó mờ chữ và nó có có cái độ rền ở cái phần dưới này rất nhiều các bạn thấy không nó như là cái đàn cái cơ thể chúng ta nó có phần bụng phần ngực phần cổ họng nè rồi phần trên này thì cái âm vực của một người nào càng sáng thì cái cái hướng của cái này nó sẽ càng phát ra cái phần mặt ở trên đây các bạn nhớ cái phần này là phần uh, phần là phần thứ ba nha từ phần cằm này lên trên đầu là giọng như là giọng ở trên này là người ta gọi là hết voi là giọng đầu giọng sáng giọng trong giọng lung linh này giọng trong trẻo đó đấy, nằm trên này còn cái phần từ cổ từ cái cằm này xuống cái phần ngực của mình là sử dụng cho những âm bực chung uh, hát hát những cái bài trầm nhưng không có nghĩa rằng là họ ai hát ở cái phần này là giọng họ cũng bị phà nhá đó là bởi vì những cái người bình thường như mình ấy khi mình không học nhạc ấy, thì mình sẽ có cái xu hướng mình nói chuyện phà hơi ra hoặc là mình hát phà hơi ra khi mình đã được học rồi thì cái âm, âm sắc của mình nó sẽ khác các bạn nha có nghĩa là mình hát ở đây nhưng giọng mình vẫn sáng chứ không phải là nó mờ tịt chúng ta học rồi thì, thì chúng ta sẽ có những cái kiến thức để giúp cho chúng ta hỗ trợ chúng ta hơn đấy còn cái phần bụng dưới đây là cái phần là chúng ta ít gặp tại vì có hát những quãng trầm và Ừ, phải xử lý gọi là ít ít nhất thấy cái dòng nhạc việt như thế là ít ít thấy hát là những cái phần bụng này nhiều không có cách lấy hơi nào đúng chỉ là có khi lấy đúng nhưng mà vẫn không giữ hơi thì cũng là sai kiểu như là khi mà mình lấy hơi ấy mình lấy ban đầu thì cô dạy là ở ờ, mình phải phình cái bụng ở dưới ra để cho các cơ hoành này nó được thả lỏng và không có trào bằng hơi hơi ngực của phổi đây bệnh sao không hát được bởi vì cái đường hát của mình nó rất là ngắn nó không có dài được và không không hát cao được nhưng mà các bạn khi các bạn lấy hơi mà đúng cách nha các bạn lấy đầy ở trong người có những người thì giống như là các bạn lấy đầy ở trong người các bạn không có biết nén những cái câu chữ nào hát cái đoạn hơi nào thì nó sẽ trở thành giống như là nó cứ phà nó trào ra thì cái việc lấy hơi ban đầu nó làm cho mình bị tốn sức Thế là mình <laughs> cái kiểu như là gồng sức để cố gắng lấy một cái luồng hơi rất lớn ở cơ thể thì thực ra nó không phải như vậy Uh, bài trước uh, mình có quay một clip đánh thức âm thanh là bởi vì khi chúng ta nghe bằng tai rồi chúng ta sẽ hát theo và lúc đấy là chỉ việc hát thôi chứ làm sao mà nhớ mình lên mình đã hát rồi không thời giờ mình nhớ được là cái hơi mình có nên lấy như thế nào mình hoàn toàn khi mình đi hát khóc bao giờ mình nhớ lấy hơi như thế nào <laughs> do mình nghe cái ca sĩ đó nhiều quá xong mình hát mình thuộc và mình hát theo và nó nằm luôn cái vị trí đó dụ như mình nghe cái ca sĩ đó thì mình sẽ hát giống như họ thế là âm thanh mình nó cứ nằm lên đó thôi đúng không các bạn Thế mà mình không thể nhớ được có khi là mình học thì người ta phân tích cho mình nhiều nên mình rất là rối trí và rất là nhức đầu chúng ta hiểu hơi của mình nó đang làm việc như thế nào để nghe được giọng của mình thì uh, trước tiên là chúng ta phải uh, nghe thôi nói giọng và hát như thế nào là ta chúng ta sẽ nghe trước còn trừ khi cơ thể chúng ta không để ý đâu à, bởi vì khi chúng ta hát là uh, mùa đông chưa bao giờ tới là chúng ta biết là giọng của mình nó đang có nhiều hơi có sáng hay không có bị mờ hay không là chúng ta có thể phát định được hay à, nếu mà các bạn hát một câu mà nó, nó, nó hết hơi là các bạn biết nó đang phải hơi nhiều và các bạn hát mà ví dụ như là, mùa đông chưa bao giờ tới À, như nó quá sáng thì các bạn biết là các bạn cần phải đẩy hơi rồi để cho nó tình cảm hơn mà nó nghe nó mượt mà nó mềm mại hơn đấy có hai cái để cho các bạn nhận định nhất là tối và mờ còn nó cứ vừa vừa là do là âm thanh của các bạn nó đang là mức độ trung bình tốt không có đến nỗi giống như mi vừa hát đầu tiên đấy mùa đông chưa bao giờ tới là mi kết hợp giữa hơi và vị trí còn cái gì nó quá nhiều thì các bạn sẽ định hình là à mình nên tiết chế nó là được các bạn nhé các bạn ơi có thấy mi nói nhanh thì comment ở dưới cho mi nha để mình khi mi sửa ấy và mi cũng rất là muốn um, có sự tương tác của các bạn để cho mình tốt hơn mi nói cái, cái hơi thở nó nó chỉ là quan trọng với cái bài hát của mình là khi những cái bài nó có những cái chữ cao giai điệu và cao độ cao và thấp thôi chứ thực chất là nếu mà hát thì có thể sử dụng giọng thật của các bạn đang nói chuyện ví dụ như mi đang nói chuyện là um, các bạn ơi hôm nay ăn gì uh, có khỏe không thì mình có cái cơ hội để mình nghỉ để mình nói tiếp Đúng không ạ? Nhưng mà khi hát thì chúng ta không có ngắn như vậy. Chúng ta cần những cái đoạn trường độ như legato nó dài hơn, kiểu như là mình nói nó cần phải có một cái gì đấy nó làm cho cái giọng của mình nó nó có cái người ta gọi là muốn hát cao này, hay hát trầm xuống và hát cho nó thật là bay ra cái uh, tự nhiên mà ông trời ông cho mình ấy thì là, là bắt buộc khi mà mình muốn làm được những điều đấy thì giọng của mình nó phải được được học các bạn hiểu không ạ chứ bình thường hay các bạn hát như ngày xưa như cái nhạc của khắc việt thì mới thấy nó rất là đơn giản các bạn nhưng mà khi hát đến nhạc thùy chi thì các bạn lại phải đi học hoặc là, là cái giọng các bạn nó bị mờ nhiều quá các bạn muốn nó nhỏ nó mảnh như thùy chi các bạn cũng phải đi học còn bình thường không thì các bạn cứ hát như các bạn như, như lê hiếu này rồi khắc việt này là những cái bài rất là đơn giản người ta hát bằng giọng thật tự nhiên nói chuyện làm sao hát như vậy không có phải dùng kỹ thuật gì Xin nó các bạn chọn như vậy thì các bạn cứ hay hát như cái tự nhiên của mình là hay nhất Bởi vì sao? Cứ tự nhiên đâu có ai giọng ai giống ai Cứ như mình đang nói chuyện như thế này Đấy Giống như là anh nhớ những ngày Mình còn bên cạnh nhau Thật đẹp Thay vì bên cạnh nhau bé mình nói chuyện nhau Ở bên nhau à, Khi mình hát Cạnh nhau Nó lấy có một tí giai điệu là thôi Nếu mà dùng kỹ thuật là Nhau Đó, các bạn là phải nhờ đến những cái bạn hơi trong người mình để mà hỗ trợ mình cho mình hát dài hơn Hoặc là hát cao Đấy, phải nhờ đến hơi Còn hát chậm Mình mới hát đại khái nha, mình hát đại khái rồi Khi nào cần giọng thật và khi nào cần hơi Và càng phong phú với giọng hát của mình bao nhiêu thì Chúng ta cứ phải học thêm một chút hơi Và học một cách vừa phải nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong vấn đề để hát được những, những điều chúng ta muốn nhưng ngày nay hát, muốn hát khắc việt còn có khi những bài của khắc việt có những cái bài nó cao hơn một tí thì mình hát cái kia nó sẽ mệt đúng không ạ nhưng mà phải hát mình nghĩ là chắc phải hát cỡ mấy chục bài thì mới mệt được chứ đâu phải là những bài cao chính vì thế là ở cái mức nào theo đổi mức đó và mình học ở mức đó chứ các bạn đừng quá căng thẳng khi phải lấy hơi rồi lấy hơi cho đúng cách rồi, 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 rồi lấy phần nào rồi giữ phần nào ngày xưa mi đã từng rất là khó tính trong cái chuyện hơi thở đó và hướng cho các bạn đến một cái lúc mà nguyên tắc của mình tâm ra các bạn lại không hiểu cái cái chuyên nghiệp đấy đâm dân thì nó cũng là một bài rất dở đối với một cái người truyền đạt vì vậy nên là các bạn cứ là một cái sự tự nhiên và chỉ cần biết rằng mình ở đâu và muốn phát triển cái gì thì các bạn sẽ tìm hiểu và tìm đến cái người hỗ trợ mình. Ở một cái mảng đấy dụng cái thầy nào mà dạy học nhạc trầm tốt thì đến tìm kiếm người đó, còn cái người thầy cô nào có thể nhìn nhận được giọng nào ok thì tìm đến người đó. Đó, đó là một cái hành trình thú nó rất là thú vị và nó cực kỳ thử thách Mà nó làm cho mình Hôm nay học cái này, mai hát cái kia Mình rất, rất, rất là thích các bạn ạ Thì mình hy vọng mà xong cái lần kia clip này sẽ giúp cho các bạn nhận ra được là uh, Âm thanh của mình Và có thể sửa chữa Và các bạn sẽ tìm được đúng cái người Để mà hướng dẫn cho các bạn Những cái điều các bạn thiếu Và chỉ ra được những điều mà các bạn muốn Bye bye các bạn nha